quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa qua đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quyết định số 1417 quy đề TTG, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2024. Ông Nguyễn Văn Sơn bị kỷ luật do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Trước đó tại kỳ họp thứ 47, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp xem xét kỷ luật tổ chức cá nhân có vi phạm. Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó có tổ chức thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, gói thầu số 04 do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã để một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hà Giang là một trong số cán bộ phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Sơn.